Phòng ngừa ung thư bằng những thói quen hàng ngày. Chế độ ăn uống không hợp lý, thói quen sinh hoạt không lành mạnh là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến gia tăng nguy cơ ung thư. Do đó, để phòng bệnh ung thư một cách tốt nhất, bạn nên hình thành cho mình một thói quen lành mạnh, khoa học. Những thói quen sau đây sẽ giúp phòng ngừa ung thư một cách đơn giản nhất, mời các bạn tham khảo. Không hút thuốc lá. Thuốc lá là nguyên nhân của hầu hết các bệnh ung thư phổi, ung thư phế quản, ung thư vòm họng, ung thư thanh quản, ung thư tụy, ung thư bàng quang, ung thư thận. Dạng thuốc lá nào cũng có thể làm gia tăng khả năng ung thư. Người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi gấp 25 lần so với người không hút. Không chỉ vậy, người sống trong môi trường nhiều khói thuốc cũng có nguy cơ mắc ung thư cao từ 20 đến 30%. Do đó, cần phải tránh xa thuốc lá. Hạn chế uống rượu bia. Thường xuyên uống quá nhiều rượu bia là một thói quen gây ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của bạn. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra nhiều loại ung thư như ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư thanh quản, ung thư tụy. Có chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học. Một chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học thực sự vô cùng quan trọng trong việc chống ung thư. Bạn nên chú ý lựa chọn những thực phẩm tươi ngon, không có chứa chất kích thích. Ăn đa dạng các loại thực phẩm, tăng cường các loại rau củ và trái cây tươi, ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, giàu chất xơ trong chế độ ăn hàng ngày. Tập trung vào những thực phẩm có nguồn gốc thực vật và chứa chất béo lành mạnh như dầu ô liu, bơ và cá. Nên giữ thói quen ăn chậm, nhai kỹ. Ngoài ra, bạn nên hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm nhiều calo, chứa nhiều đường tinh luyện, chất béo, dầu mỡ và muối, nhất là ăn đồ chế biến sẵn như thịt nguội, giăm bông, xúc xích, thực phẩm đóng hộp, thức ăn nhanh, thức uống có ga, nước tăng lực vì sẽ gây thừa cân, béo phì dẫn đến ung thư. Hạn chế ăn các loại thịt đỏ. Không nên ăn quá mặn. Muối là một gia vị không thể thiếu đối với con người, nhưng cũng như tất cả các chất khác, ăn quá nhiều muối đến một ngưỡng nhất định cũng gây tình trạng bệnh lý và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư. Bên cạnh việc ăn mặn nói chung, một số bằng chứng còn cho thấy ăn thực phẩm đã được bảo quản bằng muối, đặc biệt là rau củ ngâm muối, có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo mỗi ngày chỉ nên nạp tối đa 6 gram muối. Không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ánh nắng buổi sáng sớm và buổi chiều rất tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể bổ sung vitamin D để hấp thụ canxi. Tuy nhiên, từ sau 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, có lượng tia cực tím rất cao. Nếu tiếp xúc với ánh sáng vào thời gian này, bạn sẽ có nguy cơ cao bị ung thư da. Do đó, để phòng ngừa ung thư, trong những trường hợp bắt buộc phải ra ngoài vào thời điểm trời nắng gắt, bạn nên trang bị đồ bảo hộ để bảo vệ da và sử dụng kem chống nắng. Kể cả những ngày trời nhiều mây, vẫn nên sử dụng kem chống nắng. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Luyện tập thể dục thể thao đều đặn luôn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có phòng chống ung thư. Mỗi ngày hãy cố gắng dành thời gian tập luyện khoảng 30 phút hoặc mỗi tuần khoảng 75 đến 150 phút. Bên cạnh đó, nên tránh ngồi lâu một chỗ, tăng cường vận động ngay khi có thể như đi thang bộ thay cho thang máy, làm việc nhà. Duy trì cơ thể cân đối không chỉ giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn giúp phòng ngừa ung thư như ung thư vú, phổi, tuyến tiền liệt, đại tràng, thận. Tiêm phòng vaccine viêm gan B, phòng tránh viêm gan siêu vi B và làm giảm thiểu nguy cơ mắc xơ gan, ung thư gan về sau. Vaccine HPV, tiêm vaccine HPV được khuyến nghị cho nữ giới từ 9 đến 26 tuổi nhằm phòng ngừa ung thư cổ tử cung, u nhú bộ phận sinh dục, sùi màu gà. Tránh những hành động làm tăng nguy cơ ung thư. Nên dùng bao cao su khi quan hệ tình dục sẽ giúp tránh nguy cơ nhiễm virus như HPV và HIV cũng như các bệnh lây qua đường tình dục khác. Không dùng chung kim tiêm với người khác vì có thể dẫn đến lây nhiễm HIV, virus viêm gan B, C, phòng ung thư gan. Khám sức khỏe và tầm soát ung thư định kỳ. Thường xuyên khám sức khỏe sẽ giúp bạn hiểu rõ được tình trạng sức khỏe của mình và nguy cơ bệnh tật. Từ đó điều chỉnh thói quen ăn uống và sinh hoạt hoặc các biện pháp can thiệp nếu cần thiết để phòng ngừa bệnh. Hơn nữa, nhiều trường hợp phát hiện bệnh ung thư sớm nhờ tầm soát sức khỏe định kỳ. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.